Hello, xin chào Anh tất thôi, cả cái thời gian này có mọi mấy người người nói đây chuyện trong sẽ cái giới trường hay tư là câu chuyện về đời tư không cần thiết phải cho mấy một người bánh sinh nhật cực như kỳ thế này tuyệt vời. Để đỡ có phải đợi ra mọi người, mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu trước bánh sinh nhật này luôn nha. Ok. Ok. Sao nhiều quá rồi thôi. Chưa hình được anh. Em thấy cũng hơi nhiều đi các bạn. Mình nói ý cậy mà. Thế thì em cứ cắt một hai cái mà không được thì phải đi nha. Ok. Ui da. Ui da. Sau khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị này, Ok nha. Tổ chức bánh sinh nhật vị cam và khoai môn. Mình sẽ đều bỏ xuống cho dễ tô nha anh em. Mấy hôm nay không thấy quý này. Chơi đang quý. Ok. Ok nha. Ở cái ở dưới sàn cũng lỗi sàn đây mình chọn đúng là một màu vàng luôn đó. Sau khi mình chọn màu vàng xong mình sẽ chọn ý kiến là Antalat led đó, mình đó. Sẽ chọn cái màu vàng không có Ok. màu vàng đó. Và đây chính là cái màu đèn của đôi giày. Đây các bạn sẽ thấy rõ hơn cái phần của mình là cái đèn cái khung cảnh mới đó. Ok. Thì đó là cái đường chọn mà chúng ta chọn bằng bằng cái wish selection tool. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, mình sẽ sơn một cái, mình sẽ tạo cho nó một cái màu đẹp để các bạn dễ nhìn thấy cái đường chọn hơn này. Vừa tải đến mình tắt đi thì các bạn sẽ khó nhìn cái đường chọn của đôi giày này đó. Thì ở đây mình sẽ Khi tạo ra nha. đường chọn bằng cách là nhấn vào tạo ra một layer mới đó, nhấn vào dấu cộng này tạo ra một layer mới. Sau đó chúng ta Ok. sẽ sơn màu. Thì ở đây cái phần màu bên này chính là cái màu nền, thì ở đây mình chọn sẵn luôn là màu vàng luôn đó. Sau khi mình chọn màu vàng xong thì Ok. mình nhấn phím là Antalat led đó, thì nó sẽ có cái màu vàng, nó có một cái layer này nó sẽ biến thành màu vàng đó. Và đây chính là cái màu nền của đôi giày. Ở đây các bạn sẽ thấy rõ hơn cái phần mà chúng ta vừa cắt ra đó. Rồi chúng ta vừa cắt ra thì các bạn thấy nè, những cái vùng này nó các bạn bấm chọn lại cái layer đôi giày nha. Rồi layer đôi đôi uống nha. Rồi các bạn thấy nè, những cái vùng này nó có những cái viền chưa sạch đó, nó có những cái viền còn bị lem cái lớp nó đang phủ chưa sạch đó. Thì làm sao Ok để nha. thử những cái gì đó đi. Tại đây các bạn cũng nhấn cho mình là điểm lock. Đây các bạn nhấn vào đây cái nhỏ nhỏ đây Ok. thì nó sẽ có một cái hình ổ khóa ngay cái layer hay cái layer đôi nút này, và nó Xem sẽ lock cái layer đôi nút này lại. Và mục Ok. đích lock lại để làm gì? Để chúng ta có thể thoải mái chỉnh trong cái layer này mà không có bị lây ra ngoài. Hiện tại đây nè, các bạn chọn cho mình đó là đưa cho mình về cái thanh công cụ lớp đó là B đó, lớp B. Và các bạn để cái cây cỏ bên phải, các bạn để cái cỏ Bạn lại cần cam như ta nào thì các bạn đi xem. xỉa. Rồi tại đây các bạn sẽ Ok nha chọn mọi người. cái màu màu Mình có thể các bạn mình chọn đó là gì, bạn màu trắng, hoặc các bạn click game đây có màu này ra đây, và các bạn click cái cây bút vào trong cái màu xóa như rồi. vậy. Đấy. Thì mình sẽ click ở đây, Ok. thấy là nó sẽ auto chọn cái màu đôi giày The first đã được cook. về về cái màu của Like. trên các bạn lên này, trên các bạn màu này nó sẽ về cái màu của đôi đó. Tức vào đây nó sẽ lấy màu, tự động lấy màu và chúng ta nhấn ok. Xin son. Rồi sau đó Ok chúng ta nha. sẽ lê chúng ta sẽ lê cái thanh bớt này ngay cái Video vị trí mà content vị nào mà nó bị lên lên đây như này. SKT Chúng là quả. Đây là lê đó, đây là nhỏ nhỏ thôi. Đó, các bạn lê. Ok. Đấy là vấn đề của chúng ta là Room giải quyết và nó sẽ không còn bị Frame cái tình này nữa. Phần ta gốc phần tao các gốc bạn ở đây các bạn để là cái thanh opacity như này, các bạn phần để ta lách rồi 30%. Ok. Rồi các
Judah. Okay. Ok nha. Đầu mát con này. Hả? Đấy. Bảo tải video tiếng Anh mà lại toàn Việt. Tôi lấy đâu ra tiếng Anh hả? Trời. Biết sao giờ. Không nói sớm. Ok. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại mình thiết lập chút cái máy tính này nha, mình lắc lắc đi anh em. Bạn lên tới đâu thì cái vùng đen nó sẽ tới đó và nó sẽ không bị lên ra ngoài thì bạn đã khóa cái leo leo. Cái này lên đâu một cái đường đen nó sẽ khóa leo vào trong cái màu đó là Antalak. À mình cứ mở cái leo một này. Ok. Cái vùng này nó có những cái viền. Ready play. Sau thì các bạn đánh tranh nhất có thể xem nhé. Ừ, bạn này bạn không có file. Tại đây các bạn sẽ nhấn cho mình đó là điểm block. Đây, các bạn nhấn vào đây này, cái nhỏ nhỏ này, các bạn bấm vào thì nó sẽ có một cái khóa ngay cái layer 6 tính. Ok. Và nó sẽ lock cái layer bước này lại và mục đích lock lại để làm gì? Để chúng ta có thể thoải mái chỉnh. Chỉnh trong cái layer này à, lâu lắm rồi mình không vào mini crab nhỉ. Các bạn chọn tranh thủ cập nhật cho mình về cái thanh công cụ lớp là B. Lúc chán chẳng gì làm. Đó, ok nha. Và các bạn để cái cây cọ nhỏ lại khoảng 17 xem. Rồi, tại đây các bạn sẽ chọn mình lớp vào cái ô màu á. Các bạn chọn màu trắng thật. Lấy ô màu này ra, các bạn click okay. Cái bút vào trong cái màu của đôi giày. Đây, cụ thể mình sẽ click ở đây. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ auto chọn cái màu đôi giày auto bút về cái màu cái bảng trên cái layer này. Trên các bạn nhảy vào lên luôn. Về cái màu đỉnh. Đó. Đỉnh thật sự. Click vào đây, nó sẽ lấy màu, tự động lấy màu. Và chúng ta nhấn OK. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ lê cái thằng web này ngay cái đường viền mà đường nào mà nó sẽ đen đen như này nè. Chúng ta đặt lê. Như vậy nó cập nhật đây tôi đồng ý. Ok. Và các bạn sẽ thấy là vấn đề của chúng ta đã được giải quyết và nó sẽ không có bị cái đường đen nữa. Đó. Ở đây các bạn chỉ để nhé. Các bạn ở đây các bạn chỉ để là cái ok này các bạn chỉ để là 30% nha. Ok nha. Rồi các bạn lên đi. Đó, các bạn lên tới đâu thì cái vùng đen nó sẽ bắt tới đó và nó sẽ không đi ra ngoài vì chúng ta đã khóa cái layer này rồi. Đó, đây là cái tác dụng của cái khóa layer. Đã khóa cái layer lại. Rồi. Đó, nó khóa cái layer lại. Ok. Đó, chúng ta kéo cái vùng làm việc. Cho thành giả. Rồi.
như các bạn đã thấy, đây là cái cách chọn vụ. Ok, và video của mình đến đây kết thúc. Hẹn lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Thì mình hai người lại xin kính chào, bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chúc tất cả mọi người luôn có một bức chai đẹp không ạ? Một quả trứng sáng. Ok, và để thôi rồi ra mọi người mình sẽ đến tất cả mọi người tôi luôn một chai nha. Được thôi. Quay rồi edit các thứ thì lúc đấy là Hương quay lại. Ok chưa? Mình đã bấm quay từ cái màu. Ok. Tiếp nữa. Các bạn để các bạn thấy là cái mắt nó có tác dụng như thế nào. Mặt nạ nó có dụng như thế nào, ví dụ như mình chọn ở đây là mình chọn anh không được thôi, nghe tô nhiều màu là đẹp rồi, không cần thiết đẹp lắm, đó, thì ở đây đẹp vừa thôi, không lại thành siêu phẩm. Thì các bạn thấy nè, ở đây mình nhấn lên để chuyển hai đó, cái màu, một cái đen và màu trắng là đẹp rồi. Thì màu đen tiếp theo là màu xanh lá, màu đen là cái màu để lấy đi mặt nạ. Các bạn có thấy nè, đi quay đi quẩn lại là gì, cái phần đổi màu nó, cái phần đổi màu cho đơn vậy nó nằm ở canh thanh công cụ, đó là Ctrl U hoặc Ctrl M đó. Rồi chúng ta cũng có thể làm gì, chúng ta cũng có thể tạo ra cho nó một cái lớp mặt nạ. Ở đây một ví dụ, ở đây mình ví dụ nè, mình tạo ra một lớp mặt nạ thì bằng cách là chúng ta trên cả layer nha, các bạn nhấn vào cái ký hiệu này cho mình, layer mask. Ok nha mọi người, là mặt nạ mình sẽ bấm vào thì nó sẽ có một cái mặt nạ như thế này, rồi chúng ta chỉnh màu, rồi sau đó chúng ta làm việc. Vậy mặt nạ chỉ xảy ra trong trường hợp đó là chúng ta muốn xóa, chúng ta muốn chỉnh bớt gì đó trên cái layer đó thì chúng ta mới cần tạo mặt nạ thôi. Còn bình thường thì chúng ta cứ chỉnh trực tiếp ở trên nó cũng được. Được thôi. Sao rồi? Ví dụ như vậy. Đó là đổi màu này. Đây, đổi màu. Đó, mình đổi màu dài này. Màu xanh như này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy này. Ở đây. Cái layer đôi giày màu cũ nó vẫn còn, bởi vì cái background nó vẫn còn đó. Ok, là giờ chúng ta đang chỉnh ở trên, chỉnh màu ở trên cái layer giày thôi, trên layer giày ở trên này thôi, cho nên là cái màu nó đổi là cái màu của layer lớp nằm trên. Chúng ta tắt cái con mắt layer này đi thì chúng ta sẽ thấy được cái layer cũ là layer background nó vẫn còn nhiều màu. Rồi tiếp nữa, các bạn để các bạn thấy là cái mắt nó có tác dụng như thế nào, cái mặt nạ nó có tác dụng như thế nào. Ví dụ như mình chọn ở đây là mình chọn thanh công cụ, đó là brush. Ok, đó thì ở đây mình chụp tải, mình cho cái size nó to ra, thì các bạn có thấy nè, ở đây mình nhấn B để chuyển hai cái ô màu bắt đầu này về cái này. Thì màu đen là cái màu sẽ lấy đi, màu đen là cái màu sẽ lấy đi mặt nạ. Nha, các bạn phải chọn, các bạn nhớ là phải chọn đúng vào cái mặt nạ của nó, là cái ô màu trắng ở bên phía bên cạnh của cái bắt rau ở bên cạnh cái layer dày này nè, ô màu trắng nhỏ nhỏ nằm bên cạnh này, các bạn phải chỉ vào nó thì các bạn làm một cái áp dụng. Nếu như các bạn chỉ vào cái ô layer của nó, cái ô layer hình đôi giày của nó đây, giờ cái chuột mình đang để đây thì chúng ta sẽ làm không có tác dụng cả, là nó chỉ là một thanh brush màu đen thôi đó. Khi chúng ta chỉnh vào cái phần mặt nạ thì đang điện thoại sẽ thấy cái chi tiết trong đôi giày. Và cuối cùng là gì? Và cuối cùng chúng ta đổi về màu trắng, chúng ta đổi cái thành thay từ màu trắng thì chúng ta thay từ màu đen lúc nãy thì chúng ta đổi thành màu trắng. Khi chúng ta làm thì nó tác động là gì? Nó sẽ lấy lại tất cả những gì chúng ta đã xóa đi lúc nãy. Đó là cái tác dụng của cái lớp mặt nạ chúng ta cần tạo ra. Cái đồ đèn khác trên đề này đau mắt. Rồi, mình nói để các bạn hiểu về cái lớp mặt nạ là như thế nào. Ok nha mọi người, mình có lần mới xem nhé, có thể mình xem nhé. Như vậy là chúng ta đã biết được cách đổi màu cho một layer. Đó, ok. Cách làm sáng cho một layer. Đúng không?
ví dụ như ở đây mình không muốn, đây mình không muốn đổi màu, mình muốn làm sáng thôi thì sao? Đây là hiện tại cái màu là màu cũ của nó này. Đây các bạn mình đang chọn 777 FF à, mình chép lại nhé. Hiện tại đang là màu cũ của nó và mình không muốn tạo mặt nạ, mình xóa cái lớp mặt nạ đi, mình chỉ được cái lớp mặt nạ màu trắng đây. Ok nha, lại tên đó thì mất. Ở đây mình không muốn đổi màu mà mình muốn sáng nó thôi, thì ở đây mình sẽ bấm hình trên bờ, mình nâng sáng nó lên thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái đường dày nó sẽ sáng lên và nó không ảnh hưởng tới những cái background xung quanh. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta đã tách nó ra thành một layer riêng rồi, nó có thể thoải mái di chuyển nó. Ok, các bạn muốn di chuyển một layer thì các bạn sẽ nhấn vào thanh công cụ V hoặc bấm vào cái thanh công cụ trên cùng đây, các bạn sẽ di chuyển được. Đây thế thấy nè, đó, mình thể thoải mái di chuyển luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình tách nó ra thành một layer riêng rồi. Như vậy là chúng ta đã biết cách được, biết được cách đổi màu đúng không nào? Đó, ví dụ như trường hợp ngược lại, mình muốn đổi cái màu bức tường này, mà mình muốn đổi cái màu bức tường này, thì các bạn cũng phải tắt cái đường dây này nè. Xong đâu để làm sao chúng ta để nó trở thành một cái layer riêng và khi chúng ta chỉnh tường, chỉnh cái tường, ok nha, ảnh hưởng đến cái màu của đường dây. Ở đây có thể mình sẽ nhấn, các bạn sẽ nhấn Ctrl U. Và trước khi nhấn Ctrl U các bạn nhớ là ok, người chỉnh đó là bắt đầu bức tường, không bức tường. Khi nào nó bức tường này nó nằm ở trên cái lớp bắt đầu luôn thì chúng ta phải chọn về lớp bắt đầu. Nếu như các bạn chọn đôi giày thì các bạn sẽ không chỉnh được bức tường, bởi vì cái này là chỉ là bắt đầu đôi giày riêng, nó không có sự tồn tại của bức tường, cho nên là chúng ta chỉnh không được. Đó, cho nên là thiết lập bắt đầu như này và chúng ta chỉnh cho thầy biết nhanh nhất thì mới xem nhé. Từ nha, từ nha, đúng rồi. Rồi, sau khi bức tường trở thành màu hồng, mình muốn cái đôi giày này nó màu khác, màu trắng đi, để cho nó hợp với cái tông màu hồng. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Những video của mình hay, hãy like, share và video đồng giá thăm tất cả bạn đã xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Ok.